Bản tin COVID-19 của Bộ Y tế vào sáng 16 tháng 6 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, gồm 19 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, tính đến sáng 16 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 1.295 ca COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. 20 ca COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố vào sáng 16 tháng 6, gồm 19 ca lây nhiễm trong nước, gồm bệnh nhân 11.285 và từ 11.287 đến 11.304 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân 11.284 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân nam 51 tuổi là chuyên gia quốc tịch Nhật Bản. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 19 ca COVID-19 trong nước mới công bố sáng 16 tháng 6 năm 2021 gồm 13 trường hợp F1, 10 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Y23, 5 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, 1 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc đang điều tra dịch tễ. Theo HCDC, 19 ca COVID-19 trong nước được Bộ Y tế công bố vào sáng 16 tháng 6 năm 2021, phân bố như sau: quận 8 7 ca, quận 10 1 ca, quận 12 2 ca, huyện Hóc Môn 3 ca, quận Tân Phú 1 ca, quận Bình Tân 4 ca, quận Gò Vấp 1 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.